Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Long Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 183 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ. Tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 183 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, đạo môn của Phong Thủy Vân cùng Thanh Hiên thần môn của Phó Tây Lai đều đã được mở ra. Từng đợt đạo vận tràn ra từ trong cửa, tăng uy năng của hai món thánh bảo lên lớn nhất, cực kỳ lợi hại. Luân Hồi Thiên Môn của Diệp Húc thì khủng bố nhất, thiên môn dựng đứng vặn vẹo thời không, vô số ma đầu còn chưa tới gần đã bị thời không trùng điệp cắn nát, hóa thành đạo văn, đạo ngân không ngừng tuôn vào trong thiên môn. Những ma đầu này là sinh linh do 18 tầng địa ngục tản ra số mệnh, diễn biến thành đạo văn đạo ngân, đạo vận thần văn rồi nảy sinh ra. Tuy chúng không thể tu luyện, cũng không có tu vi cảnh giới, thế nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với Thánh Hoàng. Số lượng chúng rất nhiều, rậm rạp chi chít, chỉ biết giết chóc và cắn nuốt. Nhưng ở trước Luân Hồi Thiên Môn của Diệp Húc, những ma đầu này chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho Luân Hồi Thiên Môn, bị xoắn vỡ, cho trở về thành đạo văn, đạo ngân của 18 tầng địa ngục như cũ, dung nhập vào trong đạo môn. Nơi đấy đúng là bảo địa tu luyện. Nếu ta có thể tu luyện trong này mấy chục năm, giết chóc ma đầu, 18 tầng địa ngục của ta tất có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn, vượt qua tam thập tam thiên giới. Diệp Phúc thật sự muốn lập tức ở lại Thiên Tuyệt Cốc này tập trung tu luyện, thế nhưng nghĩ tới sâu trong Thiên Tuyệt Cốc còn có số mệnh mà trung tâm 18 tầng địa ngục diễn biến ra thì lập tức xua tan ý nghĩ này. Những ma đầu này chỉ là do đạo văn đạo ngân tạo thành nên chỉ có thể tăng 18 tầng địa ngục lên Thánh Hoàng đỉnh phong, không có đạo vận thần văn. Chỉ có đại khí vận của 18 tầng địa ngục mới là bảo bối chân chính kìa. Oanh oanh. Một ác ma trong Thiên Tuyệt Cốc đột nhiên nổ bùm, hóa thành đạo văn đạo ngân cuồn cuộn. Ngay sau đấy, một cái miệng lớn mở ra, gắng sức hút hết đám đạo văn đạo ngân đó vào. Là ma đầu do đạo vận biến thành sao? Phòng huynh, phó huynh, lập tức đến sau người ta. Diệp Phúc cả kinh, vội kêu Hạo Thiên Khuyển. Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai vội vàng thu hồi đạo môn, đứng sau người Diệp Phúc. Bọn họ nhìn về phía trước thì thấy trong ma khí âm phong cuồn cuộn, một bàn tay đầy xương trắng đột nhiên vang lên, chụp xuống bọn họ. Bàn tay này rõ ràng là của Vu Tổ, trên xương cốt cuốn vô số đạo văn, đạo ngân, còn có một giải đạo vận thô to lưu chuyển. Không ngờ đó là một vị Vu Tổ ngã xuống ở nơi đây, vị ma đầu trong Thiên Tuyệt Cốc chiếm thi thể, thao túng thi cốt. Thực lực của nó tuy không bằng Vu Tổ nhưng cũng không khác là bao, cực kỳ nguy hiểm. Khu thông đồ. Diệp Húc đứng dưới Luân Hồi Thiên Môn chụp xuống một chưởng, nghênh đón bàn tay này. Khu thông đồ ấn trong 18 tầng địa ngục thi triển, hóa thành dao và cưa địa ngục. Chỉ thấy hai ma thần cầm dao và cưa cắt vỡ bàn tay xương trắng này. Còn ác ma ẩn núp trong ma khí mịt mờ kia gầm lên, rụt tay về. Đột nhiên thâm cốc vô cùng u tối bỗng trở nên sáng ngời, hai mặt trời đỏ rực dâng lên chiếu sáng bốn phía, xua tan đi ma khí. Ồ, con mắt thật lớn. Hạo Thiên Khuyển sợ hãi kêu lên, bộ lông đen dựng thẳng, cái đuôi thẳng tắp hẳn lên, vội vàng nhảy lên đầu của Phong Thủy Vân, sủa gâu gâu với đôi mắt cực kỳ lớn kia. Phong Thủy Vân và Phó Thiên Lai cũng sợ tới mức da đầu tê dại, thất thanh lên tiếng nói: vị Vu Tổ ma đầu xâm chiếm thi thể này chắc chắn là ma thần trong thiên phần, con mắt lớn như vậy cũng đủ dọa người tới sợ thấy chết rồi. Một bàn tay đầy xương cầm lấy xương đùi của không biết thứ gì, mang thành đại cốt chùy nện mạnh xuống bọn họ, chấn vỡ cả ma đầu trong vạn dặm. Cây đại cốt chùy này lại là xương cốt của Vu Tổ, trên mặt cuốn một sợi tơ vàng chói mắt, bị ma đầu sinh ra từ đạo vận kia luyện thành bảo vật Huyền Thái Ấn. Sắc mặt của Diệp Húc ngưng trọng hẳn, hắn lập tức kết Huyền Thái Ấn, khiến hơi thở như huyền thai thần vận giấu trong như trái tim thình thịch tập, cung cấp cho hắn khí huyết tràn đầy. Một đạo khí huyết từ đỉnh đầu hắn phóng lên cao, hóa thành một cột khí màu vàng. Đỉnh cột khí này lập tức nổ tung, hóa thành tam thập tam thiên, 3000 thế giới, 18 tầng địa ngục đồ sộ tráng lệ. Quan Minh Đoàn tinh ấn. Diệp Húc lại thi triển một đạo ấn pháp nữa, hơi thở trang nghiêm như đế quân thống ngự thiên hạ, cầm Di La Thiên Địa Tháp nghênh đón chiếc đại cốt chùy làm từ xương đùi vô tổ kia. Răng rắc một tiếng, hai món vũ bảo va chạm vào nhau, vang lên tiếng răng rắc. Đại cốt chùy kia không thể chịu được hai luồng sức mạnh đánh tới, lập tức liền gãy. Diệp Phúc vươn người đứng dậy, nâng Di La Thiên Địa Tháp lên. Bảo tháp chấn động, hà quang vạn đạo hóa thành hồng mông tử khí vô cùng nặng nề. Bảo tháp càng lúc càng lớn, ong một tiếng phân giải thành tam thập tam thiên, đánh tới đôi mắt trông như hai mặt trời kia. Hai tiếng bùm bùm vang lên, hai con mắt kia lần lượt bị tắt, đã bị hắn chấn vỡ. Còn ma đầu ẩn nấp trong thiên tuyệt cốc kia dính đau, nổi giận gầm lên một tiếng, vứt bỏ đại cốt chùy, lấy tay che mắt rồi bỏ chạy. Diệp Húc không đuổi theo, con ma đầu này cực kỳ lợi hại, chính là ác ma đạo ra từ trong đạo vận, chiếm cứ được thi cốt vô tổ rồi lại càng thêm mạnh, không thể dễ dàng chu sát nó. Hơn nữa, trong thiên tuyệt cốc này nguy hiểm trùng điệp, nếu động tới ma đầu mạnh như thế này rồi bị vây công thì cũng chả có gì tốt cả. Diệp Húc thu hồi Di La Thiên Địa Tháp, nhặt lấy cây đại cốt chùy kia thì thấy kim tuyến quấn quanh xương vô tổ kia, tiếp một kích của hắn mà không đứt thì lên cả kinh trong lòng. Ồ, thần kim thật cứng cỏi. Hạo Thiên Khuyển giàn ruộng nước miếng nhìn chằm chằm đại cốt chùy trong tay Diệp Húc, đuôi vẫy không ngừng. Diệp Húc mỉm cười, lấy lên một nửa cây xương đùi vô tổ rồi ném cho nó. Cây đại cốt chùy này bị Diệp Húc dùng Di La Thiên Địa Tháp đánh gãy ra một khối lớn. Hạo Thiên Khuyển vui mừng dị thường, vội vàng đớp lấy rồi cắn mạnh xuống. Răng nanh của nó lập tức gãy làm hai cái, đau đến mức nước mắt giàn giụa, oang oảng kêu lên. Lưu Luyến liếm hai cái rồi thầm nói: tạm thời để mày răng vậy. Diệp Húc dùng sức vung góc lớn của xương đùi vô tổ kia lên, một tiếng ầm vang lên, hư không bị hắn đánh sập một mảng lớn. Đồ tốt, dùng cái đại cốt chùy này cho chó ăn thì đúng là đáng tiếc mà. Thế nhưng dù sao, ta cũng không dùng đến thứ này, uy lực của nó cũng chẳng bằng Di La Thiên Địa Tháp được. Hắn gỡ tơ vàng xuống rồi ném đại cốt chùy cho Phong Thủy Vân, cười nói: Phong huynh, xương đùi vô tổ này cứng rắn vô cùng, chính là xương của ma thần. Có cây đại cốt chùy này rồi, thực lực của Phong huynh sẽ tăng lên thật lớn đấy. Phó huynh, tơ vàng này không biết làm từ thần vật nào, nó cực kỳ cứng cỏi, rất thích hợp cho huynh dùng bố trí cấm chế. Dùng nó thì uy lực cấm chế của huynh sẽ khủng bố gấp mấy lần, thậm chí cả chục lần đấy chứ. Hai người mừng rỡ, vội vàng nhận lấy. Phó Tây Lai hơi xấu hổ nói: Diệp huynh, bọn ta không xuất lực mà lại nhận lấy một vật của huynh, mà huynh thì chẳng được gì, thật là hổ thẹn mà. Tất cả mọi người ở cùng một thuyền, cần gì khách khí như vậy chứ. Diệp Húc cười nói: Hơn nữa hai món bảo vật này ta cũng không hứng thú, nhưng ở trong tay hai huynh là có thể giúp hai người các ngươi tăng lên thực lực. Nào, chúng ta đi tiếp nào. Phía dưới thiên tuyệt cốc chính là trung tâm của 18 tầng địa ngục, số mệnh tự động ngưng tụ thành đạo văn, đạo ngân, đạo vận, thần văn, thậm chí là thần vận. Những đạo văn, đạo vận, thần văn đó phát ra từ trong thiên tuyệt cốc, dễ dàng hình thành ma đầu. Sau lưng Diệp Húc, một tòa luân hồi thiên môn treo cao, không cần ra tay cũng cắn nát không biết bao nhiêu ma đầu, thành đạo văn đạo ngân như cũ, hấp thu vào trong cửa. Hắn càng ngày lý giải sâu hơn về 18 tầng địa ngục, thầm nghĩ: Ta từng có được số mệnh của 3000 thế giới, ở trong đế hưng chi địa đặt ra nền móng cho Vu Tổ, Thánh Hoàng. Số mệnh của 3000 thế giới cũng là đạo văn, đạo ngân và đạo lý tạo thành, chỉ là so với 18 tầng địa ngục thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như có thể lấy được số mệnh của 18 tầng địa ngục, tuy không thể tăng tu vi lên tới Vu Tổ Thần Vương, nhưng lại có thể đột phá 18 tầng địa ngục, lên nền tảng Vu Tổ Thần Vương, thậm chí là đế quân kìa. Càng đi sâu vào thiên tuyệt cốc thì càng xuất hiện nhiều ma đầu, thậm chí ma đầu sinh ra từ trong đạo vận cũng xuất hiện nhiều, vô cùng nguy hiểm. Gặp phải loại ma đầu mạnh mẽ này, Diệp Húc phải toàn lực ra tay mới để lui đối phương. Lấy thực lực của hắn thì quả thực có thể giết chết loại ma đầu này, nhưng động tĩnh chiến đấu sẽ kinh động đến những ma đầu khác trong thiên tuyệt cốc. Đám ma đầu mà rình quanh thì hắn cũng chẳng có kết quả tốt, bởi vậy hắn chỉ để lui đối phương chứ không đuổi theo đánh giết. Đã như vậy, chuyến đi thiên tuyệt cốc này cho hắn lợi ích không nhỏ. Tuy tu vi cảnh giới chẳng những tăng lên mấy lần, nhưng đạo môn lại càng thêm vững chắc, không thể xuyên thủng được. Dù là vô tố cũng đừng hòng đánh nát đạo môn của ta. Niềm tin của Diệp Húc tăng lên, hắn thầm nghĩ. Đột nhiên, những luồng hơi thở mạnh mẽ dị thường từ phía trước truyền đến, hắn vội vàng ngưng mắt lại, nhìn xuyên qua ma khí trùng điệp, chỉ thấy trong những ma đầu sinh ra từ đạo vận lượn lờ khắp nơi, ngoài ra ở sâu nữa còn có ma đầu do thần văn hóa thành, mạnh mẽ vô cùng. Những ma đầu này gần như rải rác khắp thiên tuyệt cốc, thi thoảng lại quét thần niệm, bất cứ kẻ nào cố vượt qua nơi đây sẽ kinh động đến chúng nó. Với thực lực ba người Diệp Húc thì đám ma đầu này vây công sẽ không chống đỡ được bao lâu, sẽ bị đánh thành thịt nát. Phong huynh, phó huynh, chúng ta đi qua thôi. Diệp Phúc đột nhiên vung tay áo, cuốn lấy Phong Thủy Vân, Phó Tây Lai và Hạo Thiên Khuyển đặt ở dưới Luân Hồi Thiên Bàn. Hắn lập tức thi triển một đạo lưu quang ấn, chỉ thấy Luân Hồi Thiên Bàn hóa thành một vệt sáng, ầm ầm phi vào chỗ sâu trong Thiên Tuyệt Cốc. Đám ma đầu kia chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng hiện lên, chưa kịp làm gì đã mất đi bóng dáng đám người Diệp Húc. Ồ, một con ma vương tạo nên từ thần văn đột nhiên mở độc nhãn, giơ tay run rẩy chụp lấy vệt sáng kia. Một trường của nó chụp xuống khiến cho hư không vặn vẹo, thế nhưng lại không thể bắt được vệt ánh sáng đấy. Thiên Tuyệt Cốc sâu không đo được, dù lấy tốc độ lưu quang ấn, Diệp Húc cũng mất gần nửa canh giờ mới đi đến lòng đất. Đột nhiên, tầng tầng ma khí trước mặt bọn họ biến mất. Ở dưới đáy cốc là những gốc quái thụ rậm rạp tươi tốt, những cây cối đen xì này dị thường chắc chắn, trên bề mặt phủ kín đạo văn đạo ngân, có cây còn bao phủ đạo vận lưu chuyển, gần như là bảo vật loại tố binh thiên nhiên. Thậm chí có một số cây kỳ lạ, toàn thân che kín thần văn, có hoa văn kỳ lạ, uy thế còn khủng bố hơn cả Vu Tổ. Những cây này sống đã không biết bao nhiêu lâu, ít nhất cũng phải cả vạn năm, thậm chí một số cây còn sống lâu hơn cả thiên đế. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn thì thấy ở đáy cốc không có ma đầu. Đám ma đầu trong âm phong ma khí kia dường như rất sợ nơi này, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ồ, những cây này lại là ma thú hình thành từ hấp thu toàn bộ ma khí và đạo vận thần văn, là tài liệu luyện bảo trời sinh, hơn nữa còn là tài liệu thượng đẳng. Ánh mắt của Phong Thủy Vân sáng lên, hắn thất thanh nói. Phó Tây Lai thì thở dài, lưu luyến lên tiếng. Tốt thì tốt thật đấy, thế nhưng luyện thành bảo vật lại ma tính cực nặng, không khu trừ đi ma tính thì người cầm nó sẽ bị ma hóa, ma diệt đạo tâm, hóa thành ma đầu kìa. Không sao. Diệp Phúc đột nhiên đánh ra một đạo thanh minh ấn, lập tức khu trừ ma tính trong rừng cây này, làm cho mỗi một cây đều toàn thân như ngọc, trong suốt mê người. Có một số cây còn kết xuất long lân, dường như cổ thụ có thể hóa thành chân long bay lên trời bất cứ lúc nào. Có cây kết xuất ra phượng vũ, cũng có thể đột phá, đột nhiên yêu hóa, biến thành thanh loan bay đi. Hảo vu pháp, thật đúng là hảo vu pháp mà. Phó Tây Lai khen không ngừng, cười nói. Diệp huynh, vu pháp thần thông của huynh đã đến mức che trời tạo hóa, hóa giải đám ma tính đó dễ dàng như thế, sao là cả cha ta cũng không thể làm được như huynh đâu. Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai mừng rỡ, vội vàng chạy đến nhổ từng gốc cây tới tận cả rễ. Chỉ trong chốc lát, hai người này đã rút đi trên dưới 100 gốc cổ thụ, phần lớn là để hấp thụ đạo văn của cổ thụ. Rút đám cây đó lên khiến cho bọn họ mệt đến thở hồng hộc. Mỗi một gốc cây bị nhổ lên không mang theo bùn đất Thiên Tuyệt Cốc, mà lại là từng mảng hư. Những cổ thụ hấp thu đạo vận đó, gốc rễ của nó đã cắm vào hư không, chỉ có đánh vỡ hư không thì mới có thể rút được gốc rễ của nó ra được. Nếu không phải thực lực tu vi Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai tiến nhanh, đã tu thành Thánh Hoàng đỉnh phong, có được năng lực phá vỡ hư không thiên giới, chỉ sợ bọn họ ngay cả một gốc cổ thụ cũng chẳng thể rút lên được. Về phần đám cổ thụ hấp thu thần văn, gốc rễ đâm vào hư không thiên phần, xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới này, dù là Vu Tổ thì cũng đừng mơ tưởng lay động, chứ đừng nói là bọn họ. Diệp huynh, huynh không thu thập một ít cổ thụ đều luyện bảo hay sao? Phong Thủy Vân thấy Diệp Phúc chẳng hề động thủ, liền cười nói. Hay là Diệp huynh trước mắt mấy cái thiên tài địa bảo này vậy? Diệp Phúc mỉm cười nói. Ta đang chờ các huynh thu đủ rồi mới lấy. Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai liếc nhau cười nói. Hay là Diệp huynh định mang hết cổ thụ trong Thiên Tuyệt Cốc này đi sao? Diệp huynh à, nếu huynh có loại năng lực này, huynh đã sớm là thần vương rồi. Diệp Phúc cười nói. Tuy ta chưa phải thần vương, thế nhưng thu đám cây cối này với ta mà nói thì không thành vấn đề gì cả. Hai người kia đều không tin. Không nói thứ khác, chỉ riêng đám cổ thụ hấp thu thần văn này, gốc rễ chúng xuyên thủng qua không biết bao nhiêu thể không, bao nhiêu thế giới ở trong thiên phần, Vu Tổ có đến cũng không cách nào rút chúng ra được. Nếu như hai vị huynh đệ không lấy nữa, vậy thì ta làm đây. Trong mi tâm Diệp Phúc đột nhiên bay ra một gốc ngọc thụ, dung nhập vào trong ngọc lâu. Ngọc lâu rung lên một cái, rồi sau đó hư không trong thâm cốc chấn động không ngớt, giống như có một con quái vật khổng lồ sắp chui ra từ hư không vậy. Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai kinh hãi, đột nhiên nghe một tiếng bùm vang lên, hư không Thiên Tuyệt Cốc nổ tung, những chiếc rễ dài to vô cùng chui ra từ trong hư không, như giao long đại mãng bay lượn khắp nơi. Trong chớp mắt có hàng tỷ chiếc rễ chui ra từ trong hư không, hạ xuống từ bầu trời, quấn quanh đám cổ thụ kia. Những chiếc rễ đó đương nhiên là rễ của Ngọc Thụ. Từ khi Diệp Phúc tu thành nhân hoàng, chúng đã cắm rễ vào trong thiên giới để trộm linh khí. Lúc này Diệp Phúc hấp thu cành của cây thế giới, lại tu thành thánh hoàng, uy năng của Ngọc Thụ tăng gấp đôi. Rễ của Ngọc Thụ cắm vào hàng tỷ hư không, ngay cả trong thiên phần cũng có rễ của nó. Năng lực hấp thụ mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai ngẩng đầu nhìn thì thấy những sợi rễ đó to như rồng, vô cùng trắng kiện. Trên rễ đầy những hoa văn cực kỳ thần bí, như là thiên thư vậy. Những chiếc rễ này che phủ toàn bộ trong không trung của sân cốc này, không một kẽ hở. Chỉ có bên người bọn họ không có rễ chạm đến, coi như là an toàn. Thế nhưng ở nơi khác, những cổ thụ trong thiên tuyệt cốc thì lại không may mắn như vậy. Chúng bị những chiếc rễ này hút đi đạo văn, đạo ngân cùng với đạo vận, thần văn ở trên thân. Những đạo văn, đạo ngân, đạo vận, thần văn đó bị hút khỏi cổ thụ rồi lập tức xuất hiện trên mặt rễ, nhanh chóng chảy vào trong hư không. Hiển nhiên những chiếc rễ đấy là của một gốc cây thần thụ, xuyên qua tầng tầng hư không, còn mạnh hơn cả những cổ thụ hấp thu thần văn kia rất nhiều. Diệp huynh, chẳng lẽ huynh là quái vật gì đó tu thành người hay sao? Phong Thủy Vân run run nói, đôi chân phát run. Cảnh tượng này thật quá khủng bố, thật quá quỷ dị, khiến cho bọn họ hoài nghi Diệp Phúc không phải là nhân loại, mà là một gốc cây cổ thụ tu thành đại yêu. Sắc mặt của Diệp Phúc tối sầm lại, hắn cười mắng vài câu. Những cây cổ thụ kia nhanh chóng bị rễ của Ngọc Thụ hút đi tất cả linh khí, cùng với đạo văn, đạo vận, thần văn. Chúng nhanh chóng khô héo rồi biến thành những gốc cây khô. Ầm một tiếng, Ngọc Lâu của Diệp Phúc đột nhiên tăng lên một tầng nữa. Hắn vui vẻ, lại nghe một tiếng ầm nữa vang lên, Ngọc Lâu lại mọc thêm một tầng nữa. Chỉ một lát, Ngọc Lâu của hắn đã mọc thêm 2 tầng. Có thể thấy năng lực chất chứa trong đám cổ thụ ở thiên tuyệt cốc này kinh người cỡ nào. Chờ số tầng không tăng lên nữa, Diệp Phúc mới khiến cho đám rễ cây đầy trời kia lui về trong hư không. Hắn thầm nghĩ, tầng thứ 20, Ngọc Lâu của ta đã đạt đến tầng thứ 20 rồi. Lúc này đây, cho dù không được món bảo vật nào thì chuyến đi này cũng không tệ. Phong Thủy Vân, Phó Tây Lai và Hạo Thiên Khuyển ngơ ngác nhìn đáy cốc thiên tuyệt. Khu rừng rậm rạp tươi tốt ban đầu nay đã biến thành đất không, ngay cả cọng lông cũng chẳng còn. Chủ công à, ngài xác định ngài không phải yêu quái đấy chứ? Hạo Thiên Khuyển dùng mình một cái, lẩm bẩm lên tiếng. Ngọc Lâu 20 tầng còn hơn Di La Thiên Địa Tháp mấy tầng, không biết nay uy lực của Ngọc Lâu sẽ như thế nào đây. Diệp Phúc triệu hồi Ngọc Lâu rồi cảm ứng cẩn thận uy năng của nó. Ngọc Lâu của hắn mặc dù chỉ là cấm bảo, thế nhưng uy lực hơn hẳn cấm bảo. Nay mọc đến tầng 20, uy lực gần như vượt qua Di La Thiên Địa Tháp. Di La Thiên Địa Tháp được hắn đúc luyện là một lần, nên uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mà Ngọc Lâu thì Diệp Phúc chưa từng luyện chế qua, chỉ đưa vào một đạo cấm chế phân thân nên thành cấm bảo. Uy lực có thể so với Di La Thiên Địa Tháp, gần với tổ binh. Nếu như Diệp Phúc đưa vào thần kim thần liệu, dung nhập đạo văn đạo ngân, tăng Ngọc Lâu lên thánh bảo, tuyệt đối có thể sánh với, mà thậm chí là hơn hẳn tổ binh. Ngọc Lâu của ta rốt cuộc có thể tăng lên bao nhiêu tầng đấy? Diệp Phúc khá là tò mò. Ngọc Lâu của hắn có từ khi sinh ra, không phải thiên đạo ban tặng. Theo hắn từ bé tới nay chưa hề bị ai đánh phá. Các vũ sĩ khác cho dù Ngọc Lâu vào bảo tháp cửu phẩm, khi chủ nhân tu thành vô hoàng rồi, Ngọc Lâu sẽ không tồn tại nữa, dễ dàng bị hơi thở của vô hoàng chấn vỡ. Đây là bởi vì hơi thở vô hoàng quá mạnh mẽ, bảo vật trời ban khó có thể thừa nhận được. Hơn nữa, ở lúc ấy tác dụng của Ngọc Lâu với vô hoàng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Ngọc Lâu của hắn thì lại không ngừng lớn mạnh, không ngừng trưởng thành. Nay đã có được năng lực, uy năng gần với tổ binh, trở thành một trong những vũ bảo mạnh nhất của Diệp Phúc. Vì sao ta luôn cảm thấy Ngọc Hư Cung và Ngọc Lâu này của ta có mối liên hệ rất lớn? Diệp Phúc thu Ngọc Lâu về thầm nghĩ. Ngọc Hư Cung mà hắn gia nhập kia quỷ dị khó lường, rất thần bí, bên trong hoặc là cất giấu rất nhiều bí mật. Cổ thụ của Thiên Tuyệt Cốc đều bị Ngọc Thụ của hắn hút hết, khiến cho không gian nơi đây rộng rãi hơn hẳn. Chỉ là không nhìn thấy cổ lộ hư không cùng với những bức tượng ma thần kia và tòa ma môn đầu cổ lộ kia. Tòa ma môn này hẳn là bị cấm chế che giấu, chỉ cần tìm được mở đầu của cấm chế, kích động nó là có thể khiến tòa ma môn và cổ lộ kia hiện ra. Phó Tây Lai nhìn xung quanh một lượt rồi bất thình lình đánh ra những mảng cấm chế. Vô số đạo văn đạo ngân tràn ngập, va chạm với hư không. Sau một lúc lâu, đạo văn đạo ngân đầy trời bỗng nhiên như bị trọng kích ra một tiếng vỡ nát. Phó Tây Lai thét lên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Một cổ lộ hư không bị hắn tiếp xúc lập tức hiện ra. Con đường này được bố trí trong hư không, ở cuối đường còn mơ hồ thấy một tòa ma môn. Từng đợt đạo văn đạo ngân, đạo vận thần văn đúng là truyền ra từ trong tòa ma môn này, dung nhập vào Thiên Tuyệt Cốc. Cũng chính là tòa ma môn này đã tạo nên ma khí, ma phong cùng hàng tỷ ma đầu trong thiên tuyệt cốc này. Cũng tức là thiên tuyệt cốc có thể do thiên nhiên hình thành, nhưng tòa ma môn này là có người dày công bố trí. Nhiều bức tượng ma thần bày hai bên hư không cổ lộ, uy nghiêm túc mục như đang nghênh đón hoàng đế. Loại phô trương này làm cho người ta chố mắt ra nhìn. Diệp Húc nhận thấy phần đông tượng đã bị gãy tay thiếu đầu, lộ ra vẻ tang thương. Người bố trí tòa ma môn này cực kỳ lợi hại, nhất định là đại cao thủ cấm chế, mạnh đến đáng sợ, thậm chí còn lợi hại hơn cả cha ta vài phần kìa. Phó Tây Lai sắc mặt ngưng trọng, lau đi vệt máu ở khóe miệng, rồi nhìn chằm chằm vào con đường đột nhiên xuất hiện kia và bức tượng những ma thần hai bên đường. Hắn trầm giọng nói: "Nơi này khắp nơi đều là sát khí." Nơi đây khắp nơi đều là sát khí, bị hắn xoay càn khôn nên chỉ có con đường này là thông đến ma môn. Nếu bay qua nơi khác thì sẽ bị rơi vào trong không gian nào đấy, mà con đường này cũng không hề an toàn. Nó được bày ra cấm chế trùng điệp, không cẩn thận sẽ kích phát cấm chế, làm cho những bức tượng ma thần kia sống lại, đánh chết đối phương. Diệp Húc khép mắt nhìn thì thấy trong đó có mấy bức tượng ma thần có vẻ nguyên vẹn, thường thường hiện ra những vầng sáng tự động bắt lấy đạo văn đạo ngân, đạo vận thần văn trào ra từ ma môn, hấp thu vào trong cơ thể, không khỏi thấy nổi da gà. Hắn thầm nghĩ, nếu những bức tượng ma thần này mà bị người ta kích phát, bộc phát ra chiến lực thì sợ còn là khủng bố hơn đám ma đầu trong thiên tuyệt cốc kia cả trăm lần kìa. May thay, đa số chúng đã bị người ta đánh vỡ rồi. Phần lớn tượng trên hư không cổ lộ đã bị tổn hại, đều đã cụt chân cụt tay, rách nát, ma tính đã mất hết. Có người từng tới nơi đây, mạnh mẽ phá cấm, một đường đi qua, đánh nát những bức tượng ma thần này. Diệp Húc nắm lấy một bức tượng ma thần gãy tay, nhìn thì thấy chỗ bị gãy kia khá mới, chắc là bị người đánh vỡ không lâu. Hắn nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngoài chúng ta ra còn có những người khác đến đây trước sao? Đột nhiên linh quang lóe lên, hắn thầm nghĩ, Luân Hồi Pháp Vương chuẩn bị mở ra bí cảnh của Huyền Thiên Đại Đế, hay nơi đây chính là bí cảnh mà Huyền Thiên Đại Đế ở để lại trên thiên phần hay sao? Những bức tượng này bị phá hủy trong tay Luân Hồi Pháp Vương hay sao? Hắn dương mắt nhìn về phía hư không cổ lộ kia, trên đường có rất nhiều thi thể, một số đã bị ma khí ăn mòn, hư thối, chỉ còn lại bộ xương. Đây chắc hẳn là những cường giả thám hiểm thiên tuyệt cốc, thế nhưng bị tượng ma thần giết chết, để lại thi thể ở cổ lộ này. Trong đấy còn có thi thể của cường giả cấp vô tổ, tuy chỉ còn lại bộ xương, thế nhưng dáng vẻ vẫn bệ vệ, rất là kinh người. Sao? Thi thể của hộ pháp ma thần ư? Diệp Húc ngưng mắt nhìn, thấy thi thể của mấy vị ma thần hộ pháp của Nhân Minh A Phật hẳn là bị tượng ma thần đánh chết, rồi bị Nhân Minh A Phật vứt bỏ. Giỏi thật, hai vị thần vương đều tới đây, không biết là ai đến trước đây. Diệp Húc tính toán thời gian thì thấy Luân Hồi Pháp Vương và Nhân Minh A Phật và bí cảnh này cũng không xê xích nhiều, nhưng đã là chuyện của một tháng trước. Với thần thông kinh thiên động địa của thần vương kia, như vậy hẳn là đã mở ra ma môn đi vào trong bí cảnh rồi. Nhưng bọn họ không có bản đồ, dọc đường đi nguy hiểm trùng điệp, có khi còn chưa đến chỗ sâu trong bí cảnh, chưa lấy được truyền thừa của Huyền Thiên Đại Đế. Diệp Húc thấy hơi không yên lòng, dù sao Luân Hồi Pháp Vương và Nhân Minh Lão Phật đều đã là thần vương, thông thiên triệt địa, thủ đoạn thần thông kinh thiên đến cực điểm, khó chắc bọn họ không phá vỡ được cấm chế mà Huyền Thiên Đại Đế để lại, vét sạch bí tàng trong bí cảnh. Chúng ta đi mau thôi. Diệp Húc lập tức phi thân lên hư không cổ lộ, Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai một trái một phải đi bên cạnh của hắn, Hạo Thiên Khuyển thì đi theo sau, hết ngó đông rồi lại ngó tây. Trong chớp mắt, khi bọn họ bước lên hư không cổ lộ, cảnh tượng lập tức biến đổi thành hàng tỷ tinh không, giống như bọn họ đột nhiên bị một luồng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ đẩy từ thiên tuyệt cốc ra ngoài bầu trời. Mà những bức tượng ma thần kia trở nên cực kỳ lớn, khuôn mặt ẩn giấu trong các tinh cầu, ầm ầm, âm trầm và khủng bố. Những tinh cầu kia lặng lẽ bay qua mặt tượng, chỉ che lại được một nửa mặt. Những cánh tay bàn chân cụt gãy kia lơ lửng giữa các tinh cầu, to lớn đến khó tin. Phong Thủy Vân dùng mình liên tục lẩm bẩm nói, nếu những bức tượng ma thần này vẫn còn uy lực như trước, một kích đánh xuống với cả bàn tay to hơn cả tinh cầu này, nện lên thân thể thì ai mà chịu được chứ? Diệp Húc cười nói, cũng may đám người Luân Hồi Pháp Vương đã đánh vỡ những bức tượng này rồi, nếu không thì một cái cổ lỗ cũng có thể làm khó chúng ta được. Nhưng mọi người hãy cẩn thận, ta mới phát hiện ra có một số bức tượng vẫn còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, còn đang hấp thu năng lượng truyền ra từ trong ma môn, phòng chừng vẫn còn uy năng. Hai người Phong Thủy Vân gật đầu liên tục, những bức tượng ma thần còn sót lại đã tổn hại hơn non nửa, tổng thể thì coi như là nguyên vẹn, vẫn có thể bộc phát ra uy năng mạnh mẽ, không hề kém vu tổ. Ồ, sướng, sướng! Mắt của Hạo Thiên Khuyển đột nhiên sáng lên, hoan hô một tiếng, rồi lao về phía trước như một mũi tên bắn, hô lên. Thật nhiều xương cốt mà! Diệp Phúc không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn con phá cẩu này lao ra, hắn nói với ý xấu. Hey, cũng tốt, để con cẩu đần khiếu thiên này đi vào đường trước vậy. Chờ nó động đến nguy hiểm thì chúng ta có thể chuẩn bị trước, cẩn thận ứng phó. Cuối cùng cũng tới rồi. Đột nhiên một tiếng hoan hô truyền đến, Diệp Phúc quay đầu thì thấy đám người Lăng Tiêu Thái Tử từ trên không trung Thiên Tuyệt Cốc hạ xuống. Diệp Phúc, Diệp Thiếu Báo, quả nhiên ngươi ở nơi đấy. Lần này, xem ngươi chạy ở chỗ nào. Đôi mắt Yêu Thần Tử tỏa sáng, nhìn thấy Diệp Phúc trên hư không cổ lộ, cười ha hả, rồi phi thân đến hư không cổ lộ, lạnh lùng lên tiếng. Thú đồ, ra đi. Y run tay lên, tế lộng lồng giam trong tay. Chiếc lồng giam này càng ngày càng lớn, đánh tới đám người Diệp Húc. Bên trong lồng, lão giả thú tộc kia cười khẳng khặc với khuôn mặt dữ tợn. Lồng giam bành trướng, thân hình lão vô tổ thú tộc này cũng bành trướng như được ai bơm hơi. Từng khối cơ bắp nổi ra từ dưới làn da, trông như những ngọn núi nhỏ. Bộ mặt của lão dữ tợn, vô số lông thú chui ra từ dưới da, dựng thẳng lên như những chiếc gai sắt. Trên đầu xương gồ lên như mụn, cái miệng càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài, răng nanh cũng nhanh chóng mọc ra, trông như một cái đầu chó. Ngay sau đấy, cổ của nó truyền đến tiếng răng rắc, thế mà mọc ra ba cái đầu, có đầu voi, đầu chim, đầu hổ, lại mọc thêm đầu chó kia nữa là bốn cái đầu. Đây là Tứ Bất Tượng đã tu luyện tới cảnh giới vu tổ, đầu thú thân người vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên bốn cái đầu cùng gầm lên khiến cho lồng giam nổ tung, thiết trụ bay lượn giữa không trung, bong bong vang lên, hợp lại thành những món tổ binh được nó cầm ở trong 8 cánh tay. Cổ con Tứ Bất Tượng này có đeo xích sắt, rào rào vang lên, nó ầm ầm nhảy lên hư không cổ lộ, mở miệng giống lớn. Khí lãng cuồn cuộn đánh tới đám người Diệp Húc, chấn sập từng mảng hư không. Diệp Húc đứng im bất động, sau lưng hiện ra Luân Hồi Thiên Môn. Thiên môn bóp méo thời không, khiến tiếng gầm đánh tới, nổ ầm ầm, chấn vỡ xuyên qua một đám thời không, thế nhưng không thể đánh vỡ hoàn toàn phòng ngự mạnh mẽ của Luân Hồi Thiên Môn được. Diệp Thiếu Bảo, xem ra tu vi của ngươi tiến nhanh đấy chứ. Nhưng giờ đây, thần tử bọn ta dùng hết tuyệt chiêu, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Yêu Thần Tử cầm một chiếc xích sắt phi thân đáp xuống ngư không cổ lộ, tiến lên trước một bước rồi cười lạnh nói. Y đột nhiên nhận thấy cảnh trí trước mặt biến đổi, từ Thiên Tuyệt Cốc đi đến tinh không vực ngoại, không khỏi lộ ra chút dị sắc. Lập tức lại có hơn 10 luồng hơi thở mạnh mẽ khác phóng lên cao. Các vị thần tử khác đều bay tới, tế lên từng món tổ binh trên đỉnh đầu với uy lực mênh mông, hung hăng áp xuống đám người Diệp Húc. Vô số tinh cầu cực lớn bị uy năng của tổ binh áp chế, lần lượt nổ tung. Nhưng uy năng đám tổ binh đó chưa đi đến bên cạnh người Diệp Húc thì đã bị thời không méo mó do Luân Hồi Thiên Môn tạo ra cắn nuốt, không thể làm gì được. Khiếu Thiên, thân thích của ngươi đến rồi kìa. Diệp Húc liếc đám thần tử một cái, rồi mỉm cười, thản nhiên nói. Một đám chó mà cũng đuổi theo đến tận nơi đây, chẳng lẽ các ngươi không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Diệp Thiếu Bảo, người quá cuồng vọng, bổn thái tử vẫn là lần đầu tiên gặp một kẻ kiêu ngạo như ngươi. Lăng Tiêu Thái Tử chắp hai tay sau lưng, bước lên hư không cổ lộ. Các thần vương khác lần lượt lùi sau, nhường đường cho hắn. Thần là kẻ địch, người lẽ ra nên bày tỏ sự tôn kính với đối thủ của mình, như vậy mới thể hiện được khí độ của Thánh Hoàng. Nhưng ngươi lại gọi chúng ta là chó, quả nhiên khiến người ta khinh bỉ. Sao? Tôn kính đối thủ ư? Diệp Húc liếc nhìn đám thần tử, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiêu Thái Tử. Các người hơn chục người liên thủ đối giết một mình ta, cũng xứng để ta tôn kính, xứng làm đối thủ của ta hay sao? Đối với hạng người như các ngươi, bị gọi là chó vẫn là còn xỉ nhục con chó kìa. Trác Thanh Chủ cười lạnh một tiếng nói. Đáng thương, sắp chết đến nơi rồi mà Diệp Thiếu Bảo ngươi vẫn xính võ mồm, ra oai, thật là đáng thương. Yêu Thần Tử ha ha cười lớn, hùng hổ nói. Chúng ta có 13 bộ tổ binh áp trận, một vị vu tổ trấn tọa. Lăng Tiêu đại sư huynh sắp siêu thoát đạo môn, trở thành vu tổ. Muốn giết người, quả thực là vô cùng đơn giản. Trên đầu Diệu Âm Thánh Nữ, cây ngũ thập huyền cầm không cần người đàn, tự gảy, tự động vang lên, phát ra những tiếng leng keng vui tai. Nàng lạnh nhạt nói. Diệp huynh, nếu như đồng ý giao gốc thật thú cho tiểu muội lập tức rời đi, tuyệt đối không ra tay với huynh đâu. Yêu Thần Tử cười nói. Diệu Âm sư muội, lời này sai rồi. Tên kia bất luận như thế nào cũng không thể để hắn trốn thoát được, bắt buộc phải chết kìa. Còn về phần nhánh cây thế giới thụ, đến lúc đó rơi vào tay ai còn phải xem ý của Lăng Tiêu sư huynh. Lăng Tiêu Thái Tử cười lạnh nói: Ta những thứ khác không cần, chỉ cần da của tên tiểu tử này. Ta muốn dùng da của hắn là một cái trống lớn, mỗi ngày đều gõ. Còn các đồ vật khác đều có thể cho các ngươi. Yêu Thần Tử ánh mắt chấp động, cười khen khách nói: Nếu đại sư huynh đã hào phóng như vậy, tiểu đệ cũng không khách khí nữa. Ta muốn thần văn phía sau hắn. Có được những thần văn này, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh, trở thành vũ tổ là điều không thành vấn đề. Còn ta muốn đạo vận phía sau hắn. Một vị thần tử tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, cười nói: Thần văn thì ta không có cách nào luyện hóa, chỉ bằng lấy đạo vận trước giúp ta đột phá vũ tổ. Những thứ tốt đều bị các ngươi lấy đi rồi. Xem ra ta chỉ có thể lấy tu vi tâm pháp của hắn rồi. Đợi lát nữa giết hắn, ta sẽ dùng siêu hồn tắc phách lấy đi ký ức của hắn. Lại một vị thần tử khác nhe răng cười nói: Tên tiểu tử này giết người không chớp mắt, bảo vật nhiều vô cùng, ta muốn có vu bảo của hắn. Diệp Phúc mặt mỉm cười, lặng lặng lắng nghe đám thần tử tranh giành phân chia, đợi đến khi tất cả im lặng thì mới lên tiếng: Lũ phế vật này, cho dù các ngươi có tổ binh, có vu tổ tọa chấn thì cũng chỉ là một lũ phế vật mà thôi. Chỉ cần ta vẫn còn sống thì không có chỗ cho đám phế vật như các ngươi thò đầu ra đâu. Các ngươi có tin ta chỉ cần mỗi một chiêu liền có thể giết chết hết các ngươi hay không đấy? Các ngươi ai dám lên trước, để ta giết chết cái đó cho đám phế vật này xem nào. Thái Hư Thần ha ha cười lớn, bước lớn lên trước, điềm như nói: Diệp thiếu bảo, lúc trước khi ở tiểu nguyên giới, bọn ta bởi vì không phòng bị kỹ, không có bảo vật hộ thân, mới bị người liên tiếp giết chết mười mấy người. Có điều vận may của ngươi đã chấm dứt rồi. Lần này ta đem đến tổ binh của Thái Hư Thần Phụ, Thái Hư Tiên Bảo. Tổ binh, món đồ vật cao cấp này chắc hẳn ngươi đến nhìn cũng chưa từng nhìn thấy qua chứ. Tinh khí trên đầu của hắn phóng lên cao, điên cuồng nhập vào trong tổ binh. Chỉ thấy bộ tổ binh này chính là một chiếc áo cà sa vô cùng hoa lệ, dùng thần kim làm nguyên liệu, dệt thành đạo vận. Từng luồng vận khí được luyện hóa thành những đóa hoa đủ màu sắc trắng hồng tím khảm lên trên cà sa, lại luyện hóa đại sơn đại hà khắc lên trên tấm cà sa những hình thú, núi non, sông nước. Thái Hư Thần khoác cà sa lên người, Thái Hư Đạo Môn vút cao sừng sững, lập tức khí thế ngất trời, so với lúc trước cường mạnh hơn cả trăm lần. Đạo vận quanh người phiêu đãng giống như những sợi tơ mỏng, hoa mỹ cao quý. Đột nhiên xông về phía Diệp Phúc cười nói: Người vừa nói một chiêu liền giết chết ta, nay ta dùng chính là lời này đáp lễ với ngươi. Một chiêu của ta cũng đủ giết chết ngươi kìa. Ra một tiếng, hắn một quyền tung ra, đánh ra quần sơn trong Thái Hư Tiên Bảo, đánh ra từng đóa từng vân, đánh ra cấm chế, cấm văn, hà khí ngập trời, dị tượng bộc phát. Chỉ thấy đạo vận của hắn quấn quanh cánh tay, vô cùng dũng mãnh, oanh kích vào hướng Diệp Húc. Hư không lập tức vỡ tan, lạnh lùng nói: Chết đi! Diệp Húc thản nhiên, lạnh mặt nhìn một quyền của hắn đánh tới, không hề nhúc nhích. Một quyền này của Thái Hư Thần đâm đến, phá nát hư không, khiến cho khoảng không trùng điệp trước Luân Hồi Thiên Môn bị sụp đổ. Có điều, những thể không bị bóp méo này hễ vỡ lại liền chồng chất lên nhau. Với thực lực của hắn, cho dù Thái Hư Tiên Bảo cũng không có cách nào phá vỡ phòng bị của Luân Hồi Thiên Môn. Hắn dùng hết sức vào một quyền này, khi chỉ còn cách Diệp Húc 3 thước, liền cảm thấy nắm tay không có cách nào tiến lên thêm. Chỉ thấy sơn thủy vân khí hào quang đánh ra từ Thái Hư Tiên Bảo đều bị một lực lượng luân hồi vô hình xoắn vỡ. Thái Hư Thần hét lớn, lại xuất ra một quyền cười nói: Diệp thiếu bảo, phòng ngự của ngươi không kém, có điều ở trước hư không tiên bảo của ta chỉ cần 2 quyền thôi liền có thể phá tan phòng ngự của ngươi, giết chết ngươi rồi. Quyền thứ 2 của hắn vẫn y nguyên dừng trước người Diệp Húc, khoảng cách cước chừng 2 tấc, vẫn là không thể phá vỡ phòng ngự của Luân Hồi Thiên Môn. Thái Hư Thần mặt trướng lên, giống giận liên tục, từng quyền nối tiếp tung ra, trong chớp mắt liền xuất ra cả mấy vạn quyền, phòng ngự của Luân Hồi Thiên Môn bị hắn đánh vỡ từng tầng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể chạm đến Diệp Húc được. Một phòng tuyến mỏng manh này trước mặt Thái Hư Thần lại giống như lạch trời, không có cách nào vượt qua được. Thái Hư Thần, ngươi đã náo loạn đủ chưa? Đủ rồi thì có thể chết được rồi. Chân mày Diệp Húc khẽ nhướng lên, một quyền tung ra đâm thẳng vào nắm tay của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của Thái Hư Thần đứt lìa, kêu lên một tiếng đau đớn, sợ tới mức tê tâm liệt phế, lùi ra xa về phía sau. Một quyền này của Diệp Húc liên tiếp đánh đến, tốc độ còn nhanh hơn cả Thái Hư Thần đang vội vàng lùi về. Một quyền đánh trúng ngực hắn, thân thể nổ tung. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thái Hư Tiên Bảo bình an vô sự, đạo vận vẫn lưu chuyển. Chỉ có điều Thái Hư Thần bên trong tiên bảo lại nổ tung ngay tại chỗ, máu thịt tung tóe, hải cốt không còn, chỉ thừa lại một tấm áo cà sa nhẹ nhàng rơi xuống. Phế vật thì đúng là phế vật, Đừng nói là mặc tiên bảo cấp bậc tổ binh, cho dù ngươi có thần binh, đế binh, ngươi cũng chỉ là phế vật mà thôi. Diệp Phúc với tay bắt lấy bộ Thái Hư Tiên Bảo, quét mắt bốn phía lạnh nhạt nói: Sao, các ngươi nhìn thấy rồi chứ? Ta giết tên phế vật này, đích thực chỉ dùng một chiêu. Giết các ngươi một lỗ phế vật, tuyệt đối cũng không dùng đến chiêu thứ hai. Các ngươi, nếu như biết điều, lập tức lui đi, sau này chúng ta vẫn sẽ là huynh đệ đồng môn. Diệp Mỗ tất nhiên vẫn dùng lễ mà đối đãi. Còn nếu như không đi, tiếp tục khiêu khích như chó sủa ngang tai Diệp Mỗ, thì kết cục của các ngươi sẽ giống như tên phế vật kia. Trong lòng mọi người phát run lên, Diệp Phúc giết Thái Hư Thần chỉ dùng một quyền, thậm chí còn chưa động đến vô pháp, mà là dựa vào sức mạnh cơ thể chấn vỡ hắn. Tu vi thực lực của Thái Hư Thần hoàn toàn không yếu, trong thiên phần lộ do gặp kỳ ngộ, tu vi cùng thực lực tiến bộ nhanh, nay đã vượt xa trước kia, hơn nữa lại mặc Thái Hư Tiên Bảo cấp bậc tổ binh, vậy mà vẫn bị Diệp Phúc một quyền đánh cho tan xác, xương cốt cũng không còn. Cái loại thực lực này cơ hội có thể sánh ngang Vu Tổ ra tay. Lăng Tiêu Thái Tử khóe mắt liên tục nhấp nháy, thực lực một quyền này của Diệp Phúc thể hiện ra so với lúc ở tiểu nguyên giới mạnh hơn cả 100.000 lần, thậm chí ngay cả phòng ngự của tổ binh đều có thể dễ dàng phá vỡ, chỉ riêng điểm này đã thua kém rất nhiều. Yêu Thần Tử cũng lộ ra vẻ sợ hãi, tự nghĩ nếu như đổi lại là bản thân mình, e rằng cũng sẽ bị một quyền này của Diệp Phúc đánh chết. Kẻ này không diệt trừ, tương lai thiên hạ sẽ không có chỗ đứng cho chúng ta đâu. Lăng Tiêu Thái Tử đột nhiên hét lớn, khí tức phóng lên trời, bước lớn lên trước, mở ra thuần dương thánh môn, đạo vận phun trào áp về phía Diệp Phúc, lạnh lùng nói: Giết hắn đi, cùng xông lên, giết hắn cho ta. Trác Thanh Chủ vươn người lao lên, tế khởi một phiến đế cung, rõ ràng cũng là một bộ tổ binh, áp xuống Diệp Phúc, cao giọng quát: Không sai, tên tiểu tử này hiện tại đã mạnh như vậy, làm gì còn có ngày chúng ta nổi danh nữa đây. Hắn còn sống, chúng ta đều phải cúi đầu trước hắn ta kìa. Nhân bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn thành thục, giết chết hắn, diệt trừ hậu hoạn. Kẻ này coi thường chúng ta hết lần này đến lần khác, coi chúng ta như phế vật, không giết hắn thì không thể giải tỏa mối hận trong lòng được. Giết! 12 bộ tổ binh bay lên không, lập tức cáp xuống thời không trùng điệp, được tạo ra từ luân hồi đạo môn. Đạo vận dày đặc thổi quét bốn phía, khiến đủ loại tinh thần tinh cầu to nhỏ trong hư không cổ lộ bị quét vỡ. Thật không biết điều. Diệp Phúc giận dữ, hắn đã tính nhượng bộ, không tính toán thù hận với đám người Lăng Tiêu Thái Tử. Bằng lòng chung sống và hòa thuận với bọn họ, thế nhưng đám người Lăng Tiêu Thái Tử lại vẫn bức người quá đáng. Lần trước trong tiểu nguyên giới, ta đã từng nói sẽ khiến cho chư thiên thần vương phải lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hôm nay ta sẽ thực hiện lời hứa đấy, tiễn các ngươi đi chầu trời 18 tầng địa ngục. Diệp Phúc thân hình chấn động, ma khí phóng thẳng lên trời. 18 tầng địa ngục xuất hiện từ trong luân hồi thiên môn, nghiệt khí treo cao, nhìn thấu sơ hở của đám người bên dưới, biển máu vô bờ, đại ma chuyển động, thiết thụ càn quét, dao cưa cắt xén, đao kiếm vút lên, còn có lồng hấp, cột đồng, núi đao, núi băng, núi lửa, huyết trì. Hư không cổ lộ giống như một tầng địa ngục, âm u đáng sợ, âm thanh quái dị, một cây đồng trụ từ trên trời giáng xuống, hóa ra một đồng trụ địa ngục. Dây xích bay lượn, quấn chặt một vị thần tử, nghiền nát đến chết. Lại có một chiếc lồng hấp địa ngục bay ra, úp xuống một vị thánh hoàng cùng với tổ binh của hắn. Trong khoảnh khắc, liền đem hắn nấu chín. Thanh ma địa ngục lan chuyển, nghiền chắc Thanh Chủ ra thành bã. Diệp Phúc đại khai sát giới, giống như thiên thần giáng lâm, một mình chống lại vây công của đủ loại tổ binh, một mình liên tiếp giết chết mấy người, vô cùng dũng mãnh. Trải qua sự rèn luyện hiểm cảnh trong thiên phần, thực lực của hắn cuối cùng cũng phát huy nhuần nhuyễn. Vào thời khắc này, các loại tổ binh hạ xuống, đạo vận ngập tràn, oanh kích lên luân hồi thiên môn. Chỉ thấy tòa luân hồi thiên môn chấn động, hứng chịu toàn bộ uy năng của tổ binh, nhưng cũng chỉ bị đánh vỡ đạo văn chứ không hề tổn thương đến bản thể. Xoẹt! Đao tiến địa ngục cắt đến, thân thể thần hồn, nguyên thần, chân linh của một vị thần tử đều bị cắt làm đôi, chết một cách oan uổng. Diệp Thiếu Báo, ngươi quả nhiên là một tên dị tộc, tu luyện ma công trong thiên phần. Chắc chắn ngươi là một con ma thần, ngụy trang thành người, nhằm trà trộn vào trong thiên giới ma, mưu đồ gây rối. Lăng Tiêu Thái Tử điều khiển thuần dương thánh môn hạ xuống, lạnh lùng nói: Diệp Thiếu Báo, ngươi quả nhiên là một tên dị tộc, tu luyện ma công trong thiên phần. Chắc chắn ngươi lại là một con ma thần, ngụy trang thành người rồi, nhằm trà trộn vào trong thiên giới mà. Ngươi vào thiên giới mưu đồ gây rối phải không? Lăng Tiêu Thái Tử điều khiển thuần dương thánh môn hạ xuống, lạnh lùng nói: Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, tru sát tên gian tế nhà ngươi. Cha ngươi đến thì mới có tư cách nói câu này, còn về phần ngươi cũng chỉ là thứ vế vật mà thôi. Diệp Phúc một quyền đánh ra, thân thể của Lăng Tiêu Thái Tử chấn động mạnh, cùng thuần dương thánh môn bay ngược trở lại, không ngờ không thể tiếp nổi một kích của Diệp Phúc. Trong lòng khổ sở, cơ hồ là học máu. Lăng Tiêu Thái Tử luyện hóa một đạo thần văn do đại đế Nhật Quân giao cho y, hiện nay đã luyện đến trình độ siêu thoát đạo môn. Tự nghĩ nếu bản thân gặp lại Diệp Phúc chắc chắn sẽ có thể đánh gục hắn dễ như bẻ cành khô. Thế nhưng không ngờ rằng hắn tiến bộ lớn, Diệp Phúc tiến bộ lại càng lớn hơn. Bản thân vẫn là không thể tiếp nổi một chiêu của Diệp Phúc, bị hắn một quyền đánh bay. Sự tương phản rõ rệt này quả thực nằm ngoài dữ liệu của y, khiến cho y khó mà chấp nhận nổi. Trong quãng thời gian ngắn ngủi, Diệp Phúc liền liên tiếp giết chết mấy vị thần tử, cho dù là đối thủ tay cầm tổ binh cũng không chịu nổi một kích. Ngoài Lăng Tiêu Thái Tử chưa bị một chiêu của Diệp Phúc đánh gục, những người khác căn bản không thể chống lại được một chiêu của hắn. Bọn họ ở trước mặt của Diệp Phúc cảm thấy bản thân dường như không phải đang đối mặt với một tôn thánh hoàng, mà là một tôn vu tổ. Bọn họ tay cầm vũ khí của vu tổ đi đối phó lại vu tổ, lại chỉ có thể khiến cho bản thân đầu dây máu chảy. Yêu thần tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi dùng mình một cái, thân hình không ngừng lùi xa, không dám tiến lên phía trước. Đột nhiên tay buông xiềng xích quát lên: "Thú nô, còn không ra tay đi!" Gào! Thú nô há to miệng giống giận, huyết khí ngất trời. Trong tinh không lập tức giống như xuất hiện một vùng biển máu, rung chuyển không ngớt. Một cây thiết trụ như núi ầm ầm quét về phía Diệp Phúc, uy năng tỏa ra khắp nơi. Hắn có 4 đầu 8 tay, đầu chó, đầu hổ, đầu voi, đầu chim, mặt mày hung ác dữ tợn. Thiết cốt bong bong nện xuống phía dưới, liền phẳng phất như một tòa pháo đài sắt thép nghiền ép đến. Quanh thân của hắn tràn đầy đạo vận, không phải là loại đạo vận do tổ binh chế luyện thành, mà là đạo và lý hình thành sau khi lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Từng sợi đều vô cùng thô chắc, ở sau lưng hắn bay múa như những dải băng. Chỉ thấy những tổ binh công kích Diệp Húc bị kình phong từ cây thiết trụ thổi bay, thậm chí ngay cả đám thần tử cũng không đứng vững, ngã rạp ra khắp nơi. Thời không bị vặn vẹo bởi lực của luân hồi, vỡ tan dưới sức ép của thiết trụ, thế như trẻ tre công kích trực tiếp vào cơ thể Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, luân hồi thiên môn chấn động, vô số đạo văn đạo ngân bay múa, hóa ra tam thập tam thiên giới ấn pháp, 33 tầng thiên giới xuất hiện, chống cự lại một kích của thú nô. Thú nô của yêu thần cung chính là dị chủng tứ bất tượng trong viễn cổ cự thú, vô cùng mạnh. Sau khi tu thành vu tổ, tu vi thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với vu tổ đồng đẳng. Diệp Phúc vẫn là lần đầu tiên đối đầu trực diện với một kẻ địch mạnh như vậy. Oanh oanh! Cây thiết trụ của thú nô áp xuống, đè sập chư thiên, 33 tầng thiên giới lần lượt tan vỡ. Cây thiết trụ này liên tiếp phá vỡ 23 tầng thiên giới, mới tiêu tán đi uy lực. Diệp Phúc vừa thở phào một cái, đột nhiên lại thấy thú nô cười hung tợn, từ trên cao nhìn xuống, thân hình đột nhiên uốn éo, từ đầu chó đổi thành đầu chim, kêu lên một tiếng, một cánh tay khác giơ lên hạ xuống. Tổ binh trong tay kia của hắn chính là một cây kim cương sử, lực lớn vô cùng, chấn áp xuống dưới, ầm ầm đập tan 5 tầng thiên giới còn lại. Lại tang một tiếng, cây kim cương sử hung hăng nện trên luân hồi thiên môn của Diệp Húc, đánh đến mức luân hồi thiên môn không ngừng run rẩy, vô số đạo văn đạo ngân bị phá vỡ, bắn ra tung tóe. Những đạo văn đạo ngân bị vỡ vụn lại lập tức khôi phục tổ hợp, một lần nữa trở về trên luân hồi thiên môn, càng trở nên trong suốt óng ánh, giống như trải qua một lần luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Diệp Húc hét lớn một tiếng, thân hình không chịu nổi, lùi về phía sau. Chỉ thấy thú nô giơ tiếp một cánh tay khác lên, lại hạ xuống. Lần này chính là một chiếc hám sơn chùy, hung hăng nện xuống luân hồi thiên môn. Luân hồi thiên môn nứt vỡ một góc, Diệp Húc bị chấn đến khí huyết sôi trào, thân hình tiếp tục tụt lùi. Thú nô há miệng cười quái dị, bước lớn lên trước, thân hình vặn vẹo, vung lên một cây tam tiên lường nhận đao, hung hăng chém xuống. Thân hình chuyển động không ngừng, giống như một con quay thần tốc xoay tròn, từng cánh tay giơ lên hạ xuống, thế công kích mãnh liệt vô cùng. Tôn vu tổ này không hề sử dụng đến bất kỳ vu pháp, bất kỳ chiêu thức nào, chỉ có một động tác, chính là nện xuống, nện một cách hung hăng, nện phá thiên địa, nện chết chúng sinh, nện đến khi không còn một đồ vật nguyên vẹn mới thôi. Hắn có một loại lực phá hoại mãnh liệt, 4 cái đầu thú không ngừng gào thét, công kích như gió, chỉ một lúc đã công kích đến cả vạn lần, khiến cho Diệp Húc bị ép đến liên tiếp lùi sau, lâm vào thế yếu. Dầm! Luân hồi thiên môn cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng được công kích ở trình độ này, dưới một loạt công kích vỡ tan thành 4-5 mảnh, hóa ra những đạo ngân đạo vân vỡ vụn tràn ngập, bay lượn ở khắp nơi. Thân hình Diệp Húc rung lắc mạnh, bị một kích đánh bay, bắn lên trên cao, bay xa không biết bao nhiêu dặm, rồi lại rơi xuống, hư không cố lộ. Đoạn hư không cổ lộ này chính là do Huyền Thiên Đại Đế trong thời kỳ cảnh giới đế quân đúc tạo nên, vô cùng kiên cố. Công kích của bọn họ dù có cường mạnh đến như thế nào cũng không thể làm tổn hại đến đoạn cổ lộ này. Tên tiểu tử này rốt cuộc cũng đã chết rồi. Đám người yêu thần tử, Lăng Tiêu Thái Tử trong lòng mừng rỡ. Lăng Tiêu Thái Tử cao giọng cười nói: Diệp Phúc, Diệp thiếu báo quả nhiên rất cường mãnh, cư nhiên có thể liên tiếp chịu đựng được nhiều đạo công kích của Vu tổ như vậy. Cho dù là đã chết, thế nhưng cũng đủ để cho hắn ta tự kiêu rồi. Yêu thần tử ha ha cười lớn, thần thái vi dương, ánh mắt quét đến gương mặt u ám của hai người Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai, điềm nhân mà nói: Hai người các ngươi đứng sai đội ngũ, lựa chọn đi theo Diệp Húc ngỗ nghịch tác loạn, thông đồng làm bậy. Hôm nay cho dù các ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng khó tránh khỏi tội chết kìa. Phong Thủy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt hơi biến, đang định lên tiếng, đột nhiên từ hư không cổ lộ, đạo văn đạo ngân bị vỡ vụn, nhanh chóng phục hồi, hóa thành một mặt lục đạo luân hồi cực lớn. Theo những đạo vân, đạo ngân lao tới, hóa ra 33 thiên giới, 3.000 thế giới, 18 tầng địa ngục. Tòa luân hồi thiên môn chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn phục hồi. Thú nô điên cuồng không ngừng gào thét, một bước đạp xuống, đạo vận tràn ngập quanh thân, đạp đến tinh cầu trong bốn bể, cổ lộ từng cái lần lượt vỡ tung, đâm thẳng về phía trước giống như một viễn cổ cự thú, xông đến chỗ Diệp Phúc vừa ngã xuống. Giết, 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 giết. Bốn cái đầu của hắn cùng gầm rú, 8 cánh tay vung lên, đủ loại tổ binh ngang nhiên hạ xuống, hung hăng nện tới Diệp Phúc. Ầm một tiếng, một tòa Di La Thiên Địa Tháp thình lình xuất hiện, chặn đứng công kích của tổ binh. Chỉ thấy 8 cánh tay của thú nô thay phiên hạ xuống, vang lên những tiếng ầm ầm chói tai không dứt. Tòa bảo tháp này lập tức hiện đầy vết nứt, lên đó nghe tiếng bịch một tiếng, tầng trên cùng của bảo tháp bị đánh vỡ nổ tung. Thú nô thế mạnh áp đảo, một luồng tác khí giống như hổ điên, 8 cánh tay thay phiên nện tổ binh xuống, từng tầng Di La Thiên Địa Tháp nổ tung, cơ hồ chỉ trong chớp mắt liền bị hắn đánh cho nát bét. Tòa bảo tháp này theo Diệp Húc lớn lên, đồng hành đến tận bây giờ đã có uy năng không thua kém gì tổ binh, nhưng đến nay đối diện công sát của thú nô, Tôn Vu Tổ tám tay cầm 8 bộ tổ binh này rốt cục đã đi tới tận cùng, hủy trong chốc lát. Không chỉ có thế, thậm chí ngay cả Tôn Thánh Hoàng phân thân trong Di La Thiên Địa Tháp cũng bị thú nô một kích đánh tan. Thực lực của Vu Tổ phá hủy tất cả, thú nô là một Vu Tổ phát cuồng, lực mạnh của công kích khiến người ta phải ngửa mặt ngước nhìn. Bảo tháp vỡ vụn, nguyên thần của Diệp Phúc cũng bị đánh trúng, khiến cho hắn không chịu được nhổ ra một ngụm máu tươi, thần thái nguy đốn, ngẩn người nhìn mảnh vỡ của Di La Thiên Địa Tháp. Tòa bảo tháp này tan vỡ đối với Diệp Phúc mà nói là một sự đả kích cực lớn, càng khiến cảm thấy thương cảm chính là bộ bảo vật này đã đi theo hắn đến nay. Hắn gửi gắm không biết bao nhiêu tâm huyết của mình vào trong bảo tháp. Khi hắn chỉ là một tên đại vu đã vất vả khổ sở khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu, cẩn thận từng ly từng tí đúc tạo lên bảo tháp. Trong nhiều trận chinh chiến, hắn đều là dựa vào bảo tháp để chống lại kẻ địch, cũng nhờ bảo tháp mà liên tiếp chiến thắng. Không ngờ rằng bộ bảo tháp bầu bạn với hắn gần một đời người, giờ phút này rốt cuộc lại bị hủy đi trong lúc va chạm với Vu Tổ. Thú nô giết giỏi lắm, giết giỏi, rất giỏi. Yêu thần tử cười ha hả, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy xiềng xích khống chế thú nô, phi thân đứng trên cái đầu chó của hắn, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phúc, điềm như nói: Diệp thiếu báo, người lúc nãy hung hãn là thế, đại sát tứ phương, liên tiếp giết chết mấy người chúng ta. Đó là bởi vì ta chưa ra tay kìa, để cho ngươi cản rỡ thôi. Đến giờ ta ra tay, ngươi liền giống như một con côn trùng bò dạp trên mặt đất vậy. Diệp huynh, ngươi nếu như sớm nhận sai chịu thua, đem hết bảo vật ngươi cướp đoạt giao ra thì đâu phải đến mức như thế này. Diệu Âm Thánh Nữ lăng không từ trên không trung bay xuống, dây đàn lạnh lẽo lên tiếng, thản nhiên nói: Người cũng là một kỳ tài, đáng tiếc lại cuồng vọng quá mức, cuối cùng rơi vào kết cục của ngày hôm nay, có thể nói là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát kìa. Một vị thần tử hăm hở đứng lên phía trước hai người Phong Thủy Vân cùng Phó Tiên Lai, kiêu căng nói: Phong Thủy Vân, Phó Tiên Lai, ta muốn các ngươi quỳ xuống cho ta, liếm ngón chân của ta. Sau khi ta vui rồi, nói không chừng sẽ cho các ngươi một cái chết không đau đớn. Phó Tây Lai sắc mặt kịch biến, đột nhiên vung tay lên, vô số đạo văn, đạo ngân hóa thành từng đạo đại cấm chế, xông thẳng đến người trước mặt. Vị thần tử này cười lạnh liên tục, thong thả tế khởi tổ binh, cười lạnh nói: Cái thứ không biết sống chết, cũng tốt thôi, ta sẽ đích thân ra tay băm vằm ngươi. Thình lình sắc mặt của hắn kịch biến, chỉ thấy kim quang trong hàng trăm đạo cấm chế long lánh, hiện rõ lên từng sợi tơ vàng, cắt chém ngang dọc, khiến uy năng cùng độ nguy hiểm của cấm chế tăng lên cả chục lần. Tơ vàng mềm mại sắc bén, cho dù là hắn dùng toàn lực thôi động tổ binh cũng không thể làm đứt những sợi tơ này. Xẹt. Hàng trăm cấm chế bao lấy hắn, tơ vàng quấn quanh, cắt hắn ra thành vô số mảnh vụn, đoạt lấy tổ binh của hắn, rơi vào tay Phó Tây Lai. Vì thần tử này vẫn chưa hề chết, chỉ là nguyên khí bị tổn thương, giận dữ hét lên: "Phó Tây Lai, lúc nãy là ta chưa phòng bị." Đong! Phong Thủy Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không cho hắn nói hết câu, vung một cây đại cốt chùy lên, hung hăng nện xuống, đem hắn đánh bạo, phá hủy thân thể nguyên thần cùng chân linh của hắn, khiến cho hắn chết đến không thể chết đi được nữa. "Diệp huynh, chúng ta đi." Hai người nhảy đến bên cạnh Diệp Húc, một trái một phải đỡ hắn dậy, gào thét xông về hướng tòa Ma Môn. Thú nô sải bước, tung thân chặn trước mặt ba người. Yêu thần tử cười lạnh nói: "Sao? Muốn đi sao? Hôm nay ba người các ngươi đều phải chết ở đây, chết trong tay của ta kìa." Phong Thủy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt u ám, đừng nói thú nô, ngay cả Lăng Tiêu Thái Tử bọn họ cũng không có cách nào chống lại. Phó Tây Lai cười khổ nói: "Lẽ nào ta một đời lừng lẫy, đến giờ vẫn là đứng nhầm đội ngũ hay sao? Ta nổi giận rồi." Thanh âm của Diệp Húc đột nhiên truyền đến, run rẩy đứng dậy, hất tay hai người ra, lao đi vết máu trên miệng, thần thái thản nhiên nói: "Ta thật sự nổi giận rồi, thật sự tức giận rồi." "Sao? Tức giận ư?" Lăng Tiêu Thái Tử cười ha ha nói: "Diệp Thiếu Bảo, người tức giận thì có ích gì chứ? Trước mặt một thực lực cường mạnh tuyệt đối, người cho dù tức đến chết đi sống lại thì cũng chỉ là một con đường chết mà thôi." Vù vù, một tòa ngọc lâu phóng cao lên trời, dựng đứng sừng sững. Chỉ thấy những mảnh vỡ của Di La Thiên Địa Tháp gào thét xoay tròn, nhanh chóng dung nhập vào trong ngọc lầu. Một luồng uy năng tối tăm khổng lồ từ trong ngọc lầu tản phát ra, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng kinh người. Ở phía sau hắn, trong Luân Hồi Thiên Môn, tam thập tam thiên giới chen trúc xuất hiện, từng cái nối tiếp nhau dung nhập vào ngọc lâu. Đám người Yêu Thần Tử, Lăng Tiêu Thái Tử sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy uy năng chuyển ra từ ngọc lâu kịch liệt tăng mạnh, trong chớp mắt liền đạt đến trình độ tổ binh, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. "Không thể để cho hắn luyện thành tòa quá lâu này được." Lăng Tiêu Thái Tử hét lớn, dẫn đầu nhào về phía Diệp Húc. Yêu Thần Tử trong lòng lẫm nhiên, phóng thích thú nô, đồng thời các thần tử khác cũng lần lượt thôi động tổ binh bay lượn rập trời, đạo vận sục sôi khắp nơi, nhất để công kích Diệp Húc. Diệp Phúc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai tay của mình, rồi lẩm bẩm: "Khi ta tức giận, liền muốn giết người, liền muốn máu chảy thành sông. Ta muốn giết người, ta thực sự nổi giận rồi." Lời này vừa dứt, Diệp Phúc đột nhiên trở nên dữ dội, Luân Hồi Thiên Môn dừng thẳng phía sau, hai tay vung lên, dùng Thanh Minh ấn, Huyền Thai, Hư Vô, Thái Cực, Vô Cực, Quan Minh Đoan Tính ấn, đủ các loại ấn pháp đan xen, cộng thêm chư thiên, khiến cho khí thế của hắn tăng vọt. Phía sau lưng đủ loại đạo vận giống như giải băng đang run rẩy trước gió. Những đạo vận này khi hắn đột phá trở thành thánh hoàng, vốn dĩ đã có thể sử dụng. Lúc này đây, trong cơn thịnh nộ, dùng thêm nhiều ấn pháp trong tam thập tam thiên giới, lập tức thôi động toàn bộ những đạo vận này, giống như vu tổ giáng lâm. Đạo vận phía sau lưng hắn có được từ nhánh cây của thế giới thụ. Trong số đó, số lượng đạo vận so với thú nô còn đáng sợ hơn rất nhiều. "Thái Thanh Cánh, Đại Xích Thiên ấn, chết thiết đi cho ta!" Diệp Phúc quát lớn, đạo vận phía sau bắt đầu khởi động, hóa ra một vùng bí cảnh thiên giới. Đại Xích Thiên bao trụ đám người Lăng Tiêu Thái Tử, Yêu Thần Tử ở bên trong, thậm chí ngay cả thú nô, tôn vu tổ này cũng bị nhốt bên dưới Đại Xích Thiên ấn. Các vị thần tử tế khởi tổ binh oanh kích đến, chỉ thấy Thái Thanh Cảnh, Đại Xích Thiên khẽ lắc lư, không hề bị phá vỡ, tiếp tục chấn áp xuống. Oanh! Một vị thần tử còn chưa kịp kêu lên một tiếng, liền bị Thái Thanh Cảnh ép đến thân thể nổ tung, hồn phi phách tán, trực tiếp tiêu tan bên trong Đại Xích Thiên. Đại Xích Thiên ấn chính là một trong những thức ấn pháp uy lực mạnh nhất trong tam thập tam thiên giới ấn pháp. Diệp Phúc trước nay nghênh địch luôn dùng tam thập tam thiên giới ấn, có điều mấy loại ấn pháp kia vẫn chưa có đủ thực lực để thi triển. Đến nay hắn đã trở thành thánh hoàng, thực lực tăng mạnh, liền có thể thôi động thức ấn pháp này. Đạo văn bay lượn đầy trời, như long như liên. Thậm chí ngay cả một số tổ binh cao cấp cũng khó có thể chịu được uy lực của đạo ấn pháp này, bị ép đến phát ra những tiếng nổ bùm bùm rung động, quanh thân hiện đầy vết nứt. Thuần dương thánh môn của Lăng Tiêu Thái Tử chỉ một thoáng đã bị ép đến vỡ vụn. Diệu Âm Thánh Nữ thét lớn một tiếng, y sang quanh thân nổ tung, lộ ra cơ thể mềm mại trắng nõn. "Thú nô, còn không cứu ta!" Yêu Thần Tử trực tiếp bị đạo Đại Xích Thiên ấn chấn đến khắp người đầy vết thương, đánh cho hiện nguyên hình ngay tại chỗ, chính là một con kỳ lân, 4 vó 3 đầu, quanh thân phun ra thiên hỏa màu xanh, hoảng sợ kêu lên. Rầm rầm rầm. 4 cái đầu của thú nô gầm thét, 8 tay chấn động, 8 bộ tổ binh oanh kích đến, lập tức công phá đại xích thiên ấn của Diệp Húc. Liền đó thân hình giống như một con quay xoay tròn, 1000 vạn đạo công kích đồng loạt nện xuống đầu của Diệp Húc. Một con tứ bất tượng, thần trí ngu ngơ, cho dù có tu thành vũ tổ thì cũng chỉ là phế vật thôi. Thượng thanh cánh, vũ dư kiếp ấn. Diệp Húc ngang nhiên không sợ, lại một đạo ấn pháp ầm ầm rơi xuống, chỉ thấy 4 thanh hung kiếm thô bạo đâm xuống, mở rộng chu thiên, hãm tiên, trạc tiên, tuyệt tiên, 4 đạo môn hộ, sát khí tứ phía. Bên trong môn hộ chính là thượng thanh cảnh, vũ dư thiên, bao phủ lấy thú nô. Tất cả chết đi cho ta, lòng biến kiếp ấn. Diệp Húc dùng vũ dư kiếp ấn tạm thời khóa trụ thú nô, đột nhiên hét lớn, tiếng vang không dứt. Tỷ vạn thiên long hóa ra âm phủ, lao đến oanh sát những thần tử khác. Lại ra một tiếng, hàng tỷ vạn âm phủ hóa ra từ thiên long, thình lình tổ thành một mảnh hạo đại thiên giới, chính là long biến phạm độ thiên trong tam thập tam thiên giới. Long biến kiếp ấn trong tam thập tam thiên giới ấn pháp chỉ đứng sau thái thanh cảnh đại xích thiên ấn, thượng thanh cảnh vũ dư kiếp ấn và ngọc thanh cảnh thanh vi chứng đạo ấn, uy lực vô cùng cường mạnh. Chỉ nghe thấy những tiếng oành oành vang lên, rất nhiều thần tử thánh hoàng trực tiếp bị long biến kiếp ấn chấn vỡ, thân thể nổ tung, huyết vụ tung bay, hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả tổ binh của bọn họ cũng bị đánh cho đến vỡ nát. Những tổ binh vỡ vụn được Diệp Húc hút vào bên trong ngọc lâu, thậm chí ngay cả vu tổ phân thân bên trong tổ binh cũng bị nổ nát, hóa thành tinh khí bằng bạc, không ngừng dung nhập vào trong ngọc lâu. Mà trong lúc này, Lăng Tiêu Thái Tử một lần nữa ngưng tụ thuần dương thánh môn mở ra, chỉ thấy Diệp Húc thét lên một tiếng, thét ra long biến phạm độ thiên, chấn chết những thần tử khác. Đạo ấn pháp này đại khí rầm rộ, không thể địch nổi. Lúc này Lăng Tiêu Thái Tử không hề do dự, quay người bước vào bên trong thuần dương thánh môn. Diệp thiếu báo, ta phải xem sau khi ta trở thành vu tổ, ngươi còn có thể tiếp tục cản rỡ được hay không. Hắn sắc mặt âm mưu, mặc dù luyện hóa đạo thần văn do đại nhật đế quân giao cho, thế nhưng siêu thoát đạo môn vẫn chỉ có 7-8 phần nắm chắc. Hắn vốn dĩ dự định có 10 phần nắm chắc thì mới siêu thoát đạo môn trở thành vu tổ. Có điều Diệp Phúc lúc này khí thế vô song, cho dù là hắn cũng khó mà chống đỡ được, lại long biến kiếp ấn, cho nên hắn không được phép do dự mà buộc phải liều chết một phen, tăng lên vu tổ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 183 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 184 ngày mai.